Hello anh em. Cho anh em thưởng thức một bản nhạc siêu phẩm của mùng 1 nha. Nhạc hay quá. Hello em Thái. Hello em trai, chúc em trai một tháng mới tràn đầy niềm vui và thành công nha. Con chào chú Công hả? Chào Huyền nha, chào Huyền nha. Chào cháu gái. Em chào chị Thúy. Chào tất cả anh chị em. Anh em chia sẻ nào, anh em lại comment rồi chúng ta lại có những cái chủ đề hay vào ngày hôm nay nha, mùng 1 đầu tháng. Công sẽ giúp cho anh chị em có được thêm nhiều lộc lá hơn, được không ạ? Ok, chào em Chỉnh, chào em trai. Cảm ơn anh nhiều nha, chúc anh chị tháng mới hồng phát. Anh cảm ơn em, thank you em Thái. Chào lãnh đạo hả? Chào lãnh đạo. Lãnh đạo thôi. Ok, chào em Trung. Chào toàn Trung. Chào toàn Trung. Anh chị em chúng ta comment là chúng ta tương tác và đẩy view giúp Công nha. Nào anh chị em giúp Công đẩy view nào. Anh chị em chia sẻ và anh chị em giúp Công đẩy view nào. Hôm nay Công like sớm hơn một chút. 10:30 thì chúng ta sẽ khoảng 11:30 để nghỉ, để dành thời gian chúng ta nghỉ trưa ăn cơm trưa, được không cả nhà? Rất là hồng phát luôn. Hôm nay Công ở nhà cho cả nhà nhìn. Đây, cho cả nhà nhìn thấy hồng phát nè. Đây, có con cá vàng đây. Đó. Chào Hương Hóa. Đây, cả nhà có thể nhìn thấy không ạ? Đây, có một con cá rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây. Có vẻ như là con cá hiểu được Công đang nói gì cả nhà. Cho nên bạn ấy, bạn rất là muốn sang nói chuyện này. Đấy. Thấy chưa? Rất muốn nói chuyện luôn này. Đấy. Ok. Đó. Thank you em Chỉnh nha. Ok, cảm ơn bạn Hóa nhiều. Thank you bạn Hóa rất là nhiều. Chào Nguyễn Trinh, chào tất cả anh chị em. Nào, chúng ta chào nhau một chút nào. Chúng ta chào nhau một lúc nữa xong chúng ta sẽ đi vào những cái câu chuyện thực tế, những cái chủ đề tuyệt vời của ngày hôm nay, được không ạ? Anh em cùng tương tác, anh em cùng đẩy view giúp Công nào. Chào Đại Tâm nha. Chào Đại Tâm. Mùng 1 đầu tháng, mùng 1 đầu tháng mới năng lượng anh nha. Anh cảm ơn Phạm Huy rất nhiều. Chào Lê Dung. Chào Lê Dung An Nhiên.
Nào anh chị em để view giúp công nào. Chào Đại Tâm nha. Ai cha, mở xem là có bao nhiêu người xem nào. Ok, anh chị em đã lên 16 người xem rồi. Anh chị em livestream, anh chị em livestream cùng công ấy, anh chị em tương tác cái này này. Công sẽ mách cho anh chị em một tuyệt chiêu để lần sau chúng ta tương tác nó hiệu quả này. Anh chị em muốn biết tuyệt chiêu này không? Comment số 1 thế nào? Nào anh chị em comment số 1 thế nào? Biết muốn biết tuyệt chiêu này không nào? Đây là một trong những cái bí kíp tuyệt vời đó nha. Nào anh chị em nào comment số 1 thế nào? Anh cảm ơn Lê Dung nha. Cảm ơn chị Thúy. Con chào bố Hương. À, con chào bố. Nào anh chị em comment nữa, anh chị em có một số 1, anh chị em muốn biết tuyệt chiêu này không? Comment số 1 thế nào? Comment số 1 muốn biết tuyệt chiêu này thì comment số 1 là muốn biết cái bật mí cho cô cả nhà biết luôn nào. Uống hấp nước đã. Trời ơi, uống nước để không bị tụt năng lượng. Biết đâu đang nói chuyện sung quá lại tụt năng lượng thì chết sợ. Con chào bố nha. Anh chị em comment đi, anh chị em tương tác. Hello Minh Nguyệt nha. Nào chào tất cả anh chị em. Tuyệt vời, chúng ta đã gần 20 người rồi. Anh chị em comment, anh chị em tương tác và đẩy view giúp công nào. Anh chị em đẩy view bằng cách này nha. Anh chị em để view một cách này này, đó là hãy comment thật nhiều, hãy thả like thật nhiều, hãy tả tim thật nhiều. Càng nhiều tim, càng nhiều like, càng nhiều cái biểu cảm thì cái buổi livestream của ta sẽ càng nhiều người biết đến. À, bởi vì bây giờ Facebook nó có một cái thuật toán nó giống như TikTok ấy. À, nó áp dụng cái thuật toán giống như TikTok ấy, đó là càng nhiều người thấy được cái tức là càng nhiều người thả cái biểu cảm, thả tim, thả like, thả tim, biểu cảm gì đó, tóm lại là cứ thả thật nhiều. Đó, hơn nữa là comment thường xuyên nha, comment thường xuyên, bất kỳ cái gì cũng được. Tức là công nói ra cái gì đó mà anh chị học được, anh chị ngộ ra được, hoặc là anh chị có được cái lắng đọng gì đó trong câu nói của công, anh chị hoàn toàn có thể nhắn lại, đấy, comment lại cái câu nói đó ở trên cái buổi này, giúp chúng ta không bị quên kiến thức, đúng không ạ? Nào anh chị em nào, khẩn trương nào, khẩn trương nào, anh chị em ơi, khẩn trương nào. Nào chúng ta sẽ chào nhau thêm 3 phút nữa để chúng ta đi vào câu chuyện nha. Đúng 10:40 công sẽ bắt đầu nói về câu chuyện ngày hôm nay, chủ đề ngày hôm nay. Hát bài đầu tháng cho năng lượng á. Trời giờ này mà hát là căng lắm đó, hát xong là mệt luôn á. Anh chị em đẩy view nữa nào, đẩy view nào, khẩn trương nào. Chúng ta sẽ có những cái chủ đề rất là hay, rất là tuyệt vời. À, rất tuyệt vời luôn. Khẩn trương nào cả nhà ơi. Quả kính chất quá. À anh cảm ơn Hợp. Ôi giời ơi. Cái quả kính này anh săn bao nhiêu lâu mới được cái quả kính này đấy. Phải săn mất rất nhiều thời gian mới có quả kính này, không phải đơn giản đâu. À, hôm nay chúng ta có một cái chủ đề rất là hay. Cả nhà thấy cái chủ đề của công chưa á? Chủ đề của công ngày hôm nay công muốn nói đến nó là cái chủ đề về kiểm soát cảm xúc, kiểm soát thời gian. Anh chị em nào biết về cái vấn đề đó, chúng ta kiểm soát cái cảm xúc trong cơ thể chưa? Kiểm soát cảm xúc này, kiểm soát thời gian này. Và kiểm soát thời gian là một trong những cái cực kỳ quan trọng đối với một con người. Đó, kiểm soát thời gian nó rất là quan trọng anh chị em ạ. À, ví dụ như bây giờ công có thể cho cả nhà nhìn đây. Đúng ạ, đây là mấy giờ ạ? 10:39. Đúng không chị? À, chúng ta có thể nhìn thấy. Và rất nhiều người thì hay nói là tại sao nhiều người hay đổ lỗi. Bao nhiêu anh chị em ở đây chúng ta thường xuyên đổ lỗi cho bản thân mình là thiếu may mắn, là xã hội này tại sao nó không công bằng một chút nào. Bao nhiêu anh chị em hay đổ lỗi cái vấn đề đó ạ?
May mắn nó không phải do chúng ta thiếu may mắn, không phải do chúng ta thiếu may mắn cả nhà nhé. Nhớ cho công điều này. Và xã hội này, thế giới này rất là công bằng, cực kỳ công bằng luôn anh chị em nha. Chúng ta đều có giống nhau một điểm, đều có một cái free, đó là thời gian. Anh chị em nhìn thấy đó, bây giờ 10:40, ok ạ. Đêm đúng giờ. Anh chị em nhìn thấy chưa? Đúng 10:40 này. Đó. Thế thì cái thời gian anh chị thử hình dung đi ạ. Thời gian thì ai cũng có một cái quỹ thời gian giống nhau đúng không ạ? Nó giống như là bản thân công, giống như tất cả anh chị ở đây đều có một cái quỹ thời gian bằng nhau. Dù chúng ta là một đứa trẻ hay là một người trưởng thành hoặc là một cụ già đi chăng nữa thì cái quỹ thời gian của chúng ta cũng đều như nhau. Đó là chúng ta đều có 24 giờ một ngày. Anh chị em công nhận không ạ? Và nếu như anh chị em nào công nhận với công điều này thì hãy comment số 2 giúp công được không ạ? Bao nhiêu anh chị em đồng ý với công đó là chúng ta dù già hay trẻ, hay là trẻ con hay là người trưởng thành, chúng ta đều có một cái quỹ thời gian bằng nhau, đó là 24 giờ một ngày. Nào anh chị em comment đi nào, số 2 nào, số 2 nào, số 2 yêu thương là đầu tháng anh chị em ơi. Số 2 nào, 2 giây kìa. Comment số 2 thế nào? Ok, cảm ơn rất nhiều anh chị em đã comment rồi, rất nhiều anh chị em đã comment rồi. Anh chị em đẩy view giúp công nữa nhá, chia sẻ và đẩy view nhá. Thế thì cái quỹ thời gian của chúng ta ấy, thì nó phụ thuộc vào chúng ta sử dụng nó như thế nào. Có 24 giờ một ngày. Đó. 24 giờ một ngày nhưng mà chúng ta lại sử dụng không đúng mục đích và những cái việc vô bổ thì chắc chắn một điều là cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ bị người ta gọi là thường xuyên bị ăn cắp thời gian bởi những cái việc vô bổ. Và anh chị em có biết là những cái việc vô bổ là những việc gì không? Bao nhiêu anh chị em biết cái việc vô bổ là những cái việc gì nào, cũng muốn biết comment lên đây nào. Chúng ta hay có 24 giờ giống nhau. Đúng rồi, tất cả chúng ta đều có một cái quỹ thời gian là 24 giờ. Đều có quỹ một thời gian 24 giờ và không ai hơn ai kém hết. Đúng không ạ? Và kể cả các tỷ phú như là Bill Gates, như là Warren Buffett, như là Jeff Bezos, như là ông chủ Tesla là Elon Musk cũng đều có 24 giờ một ngày thôi, họ không có nhiều hơn đâu. Họ không có nhiều hơn đâu anh chị em nha. Đó, vậy tại sao họ lại thành công hơn chúng ta? Nào, tại sao họ lại thành công hơn chúng ta nào? Anh chị em thử đoán xem nào. Anh chị em phải comment xem tại sao họ lại thành công hơn chúng ta nào. Lý do vì sao mà chúng ta cũng có bằng cái thời gian nhưng chúng ta lại không thành công, mà trong khi đó họ lại thành công hơn chúng ta. Nào, anh chị em thử comment lên xem nào. Bởi vì sao ạ? Ok, chào Phong Tài. Em muốn biết, rất mong anh chia sẻ. Ok, Hoàng Hợp, tuyệt vời. Nào, anh chị em nào muốn biết thế nào? Muốn biết anh chị em hay comment thế nào? Anh chị em hay comment khẩn trương nào? Vô bổ là sử dụng mạng xã hội chỉ để giải trí, nghiện game đúng không ạ? Tốn quá nhiều thời gian vào những việc vô bổ. Đúng rồi, nó rất nhiều cái yếu tố nha. Nó rất nhiều cái yếu tố. Và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một số những yếu tố. Chẳng hạn như là chúng ta hay sử dụng thời gian, hay sử dụng thời gian một cách gì á? Lãng phí thời gian. Chúng ta nghe đâu đó cái câu là lãng phí thời gian vào những cái việc nó không giúp ích gì cho mình. Chẳng hạn như là cái việc chính của chúng ta lại không lo, lại đi lo việc bao đồng. Đấy. Có nhiều người trong thời gian vừa qua có thể nhìn thấy đúng không ạ? Mình, cái việc của mình thì chẳng lo mà cứ đi lo việc của người. Lên TikTok, lên mạng xã hội, nghe đâu đó câu chuyện là gì á? Có ai vừa nghe câu chuyện vừa rồi không? Lòng xào dưa không? Lòng xào dưa 30k không? Đấy. Cái việc của mình thì chẳng lo, cái việc lo kiếm tiền cho mình thì chẳng lo, mà cứ đi xem là đi xem được người ta bao nhiêu người bình luận, bao nhiêu người nói về lòng xào dưa 30k. Có đúng không anh chị? Đó, và đó là việc vô bổ đấy. Đó là việc vô bổ đấy. Lòng xào dưa 30k đúng không? Tức là gì? Tức là chúng ta sử dụng 90% nha.
90% sử dụng cái thời gian của chúng ta vào những việc vô bổ và 10% vào những việc gì ạ? À? Vào những cái việc cần thiết mà thôi. Thay vì thế, tại sao chúng ta không sử dụng 90% vào những việc cần thiết và những việc cấp bách và sử dụng 10% để cho những việc vô bổ? Tại sao chúng ta không làm như vậy? Thế nên nếu như chúng ta làm ngược lại thì chắc chắn một điều, cuộc đời của chúng ta sẽ đem về cái kết quả hiệu quả hơn rất nhiều. Và cái vấn đề mà công muốn nói nó giống như là cái kiểm soát cảm xúc. Bản thân chúng ta không kiểm soát được cái cảm xúc đó, chính vì vậy là chúng ta hay bị ảnh hưởng và hay bị chi phối bởi những cái cảm xúc tiêu cực bên ngoài xã hội. Ví dụ như là cái câu chuyện này, câu chuyện kia trên mạng xã hội cứ rầm rộ lên là mình lại dành thời gian vào để gì? Để ngắm, để hóng, để chém gió với họ. Anh chị em có thấy đúng không ạ? Và phần đa chúng ta hay đang làm như vậy. Và làm như vậy thì chắc chắn một điều, nó rất khó để đem về cho chúng ta hiệu quả trong công việc. Chẳng hạn như là một ngày chúng ta biết là cần phải làm cái việc nào là việc ưu tiên, việc nào là việc không ưu tiên, nhưng chúng ta lại dành 90% thời gian vào những việc không ưu tiên và chỉ dành 10% thời gian vào việc ưu tiên thôi. Và như thế là anh chị chết rồi đó ạ. Là như thế là anh chị chết đó ạ. Anh chị công khẳng định luôn, anh chị chết đó ạ. Là chúng ta sẽ bị mất sự nghiệp, chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề gì trong công việc của mình. Anh chị có thấy điều này đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em cảm thấy nó đúng? Bao nhiêu anh chị em cảm thấy nó đúng? Comment số 3 chúng tôi. Comment số 3 đi ạ. Anh chị em comment đi ạ. Nó giống như là một ai đó đăng một cái thông tin rất là tốt, đúng không ạ? Một ai đó đăng một thông tin rất tốt lên mạng xã hội, lên TikTok hay là Facebook gì đó. Tuy nhiên có những người họ ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của họ, và họ có những niềm tin tiêu cực trong quá khứ, và bắt đầu là họ đi vào, họ bình luận, họ phán xét, họ nói này, nói nọ, nói kia, họ nói rất nhiều điều, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Nói, phải nói là những cái điều mà không ai có thể nghĩ ra được, nhưng họ vẫn nghĩ ra được để họ nói. Và quay đi quẩn lại, họ nhìn lại thì một ngày của họ đã trôi qua. Một ngày của họ đã trôi qua. Và các tỷ phú thì có một cái mà các tỷ phú khác với người bình thường, với người tầm thường đó, đó là tỷ phú họ coi trọng thời gian. Và họ coi thời gian là tài sản. Anh chị em nha, các tỷ phú họ coi thời gian là tài sản. Còn chúng ta thì sao? Có rất nhiều người chúng ta chưa bao giờ coi trọng thời gian, chưa bao giờ coi trọng thời gian, và không bao giờ tưởng tượng ra thời gian nó có thể tạo ra tài sản cho mình, và không nghĩ là thời gian nó là tài sản. Còn phần đa tất cả các tỷ phú thì họ coi thời gian là tài sản, được không ạ? Họ coi thời gian là tài sản. Thế thì tại sao gọi là thời gian là tài sản? Thì công có thể lấy một cái ví dụ này. Tiền mất đi chúng ta có thể kiếm lại, nhưng thời gian trôi qua anh chị có thể kiếm lại không ạ? Một ngày trôi qua anh chị có thể lấy lại không ạ? Anh chị có thể lấy lại ngày hôm qua để mình dùng ngày hôm qua không? Nào, bao nhiêu anh chị em đồng ý với quan điểm của công là thời gian không thể lấy lại? Comment tiếp đi ạ, comment số 4 đi ạ. Thời gian là không thể lấy lại nha. Và ngày hôm nay nha, hoặc là gì ạ? Ngày mai. Ngày mai nó sẽ biến ngày hôm nay trở thành quá khứ. Anh chị em hình dung chưa ạ? Ngày mai sẽ biến ngày hôm nay trở thành quá khứ. Và thời gian đối với tất cả mọi người nó là gì ạ? Nào anh chị em comment đi ạ. Anh chị em comment nhiều vào nào. Anh chị em comment nhiều vào nào. Đúng ạ, đúng rồi. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Đó, cảm ơn chị Phạm Linh, cô Linh. Cảm ơn cô Linh. Cảm ơn hợp Phạm Huy, rất là ok. Không bao giờ lấy lại được thời gian. Và đây là một trong những cái điều mà công thực sự là công đã phát hiện ra và công rất muốn chia sẻ lại những điều này cho anh chị, để thấy được một điều là gì, là mình đừng quá lãng phí thời gian vào những việc vô bổ của hàng ngày. Ví dụ như là một cuộc đi chơi nào đó, một cuộc đi chơi nào đó nó chẳng giúp ích gì cho mình. Một thằng bạn ở bên ngoài nó gọi mình đi uống gì ạ? Đi nhậu, đi uống cà phê, đi uống trà đá, cuối cùng ra trí để nghe nó nói về những cái việc mà nó gặp ở trong cái công việc của nó.
Và tự nhiên mình ra đấy, mình giống như là mình là một cái thùng rác ấy, nó ra vô nó đổ hết rác vào mình, nó đổ hết cái bực tức, cái sự khó chịu, cái bức bách của nó vào đầu mình. Và tự nhiên mình biến thành rác cho nó đổ vào. Và cuối cùng mình về mình cảm thấy người cũng chả giải quyết vấn đề gì và khó chịu. Sau rõ rồi thì nghĩ đi nghĩ lại bảo ôi chết rồi, cái việc hôm qua mình định làm ngày hôm nay này lại quên mất rồi. Thế là không làm được. Thế là bắt đầu mình quay đi quẩn lại, mình làm một công việc dở chừng. Và bao nhiêu anh chị em ở đây đã từng làm một công việc nào đó mà chúng ta làm dở chừng rồi bỏ ở đó? Bao nhiêu anh chị em đã từng làm một công việc nào đó, đã từng làm một công việc nào đó nha, và đang làm dở chừng, sau đó thì vì một lý do nào đó là chúng ta lại bỏ dự dở chừng đó và không làm nữa. Nào bao nhiêu anh chị em comment đi ạ. Anh chị em có thể comment cho con biết. Hãy comment số 4 tiếp đi. Nào comment số 4 như nào. Bao nhiêu anh chị em mà chúng ta đã từng làm công việc nào đó, ví dụ như là mình đi làm một cái gì đó, tóm lại là một công việc bình thường hàng ngày đi, một công việc rất là bình thường thôi. Đúng ạ. Nhưng mà chúng ta đang làm này, đang làm này, sau đó thì một cái công việc nhỏ nhỏ nào đó, nó không quan trọng và nó chả phải là việc ưu tiên gì cả, nhưng mà nó đến bất chợt tự nhiên mình lại bỏ bê công việc chính của mình là việc ưu tiên, rồi đi chạy sang cái đó làm. Nào bao nhiêu anh chị em đã làm như vậy rồi? Rất nhiều anh chị em đã từng làm như vậy đúng không ạ? Và công biết được điều này. Thế thì quay lại cái câu chuyện này, công muốn kể cho anh chị em nghe một câu chuyện. Đó là một cái cây ấy. Một cái cây anh chị em nha, hình dung nha. Anh chị em tưởng tượng, khi nghe công nói chuyện anh chị em phải tưởng tượng nha. Một cái cây á, cái độ cao của cây nó phụ thuộc vào cái gì? Tức là cái mức độ phát triển của cây đó, nó phát triển chiều cao của nó có phát triển lưng chừng xong dừng lại không ạ? Cái tiềm năng của nó phát triển rất là cao, nó có thể mọc rất là cao đúng không ạ? Cái tiềm năng của cây đó có thể mọc rất cao. Cái tiềm năng cây đó nó có thể mọc rất cao. Vậy thì có bao giờ cái cây đó mọc đến lưng chừng đây xong nó dừng lại không anh chị? Hay là nó vẫn mọc tiếp ạ? Nó giống cây măng thôi ạ. Nó không gặp biến cố gì. Và nó có phải là khi mà nó mọc đến đây rồi thì nó sẽ mọc đến đây, đến đây, đến đây tiếp không ạ? Bởi vì tiềm năng nó lại mọc đến đây mà. Mọc đến thời điểm nào nó không thể mọc được nữa. Và đó là một cái cây. Thế thì quay lại cái câu chuyện là chẳng hạn như trong một trận bóng đá nha. Chẳng hạn như trong một trận bóng đá, nếu như một đội bóng đang đá xong bỏ giữa chừng thì chuyện gì xảy ra anh chị? Và đã bao giờ chúng ta nhìn thấy là trong một trận bóng đá nào đó có đội bóng nào đang đá xong bỏ giữa chừng chị ạ? Họ không đá hết 90 phút. Có trận nào đá không hết 90 phút chứ anh chị? Nào anh chị có thể comment đi ạ. Anh chị nghe và anh chị comment và anh chị làm bất kỳ cái điều gì nha. Chúng ta đã bao giờ mình gặp một cái trận bóng đá nào mà nó chỉ chán đá khoảng 2-30 phút thôi, hay 50 phút thôi, hay 60 phút nó dừng lại chưa? Nó không đá nữa. Có chứ anh chị? Và trong cuộc... Có anh à? Có trận bóng đá nào nó đang đá rồi nó dừng lại, nó không đá nữa không? Nó bỏ cuộc không? Và công trong cuộc đời công chưa nhìn thấy một trận bóng đá nào mà đang đá khoảng 6-70 phút bắt đầu một đội bóng là nó không đá, nó dừng lại, nó bỏ cuộc, nó đi ra khỏi sân. Chưa từng xảy ra. Chưa từng thấy ạ. Chưa từng thấy trong bóng đá, chưa từng thấy luôn ạ. Và chúng ta nhận thấy là để thành công chúng ta phải đi đến bước cuối cùng nha. Để thành công chúng ta phải đi đến bước cuối cùng. Có thể cái bước gần sát bước cuối cùng có rất nhiều người bỏ cuộc. Gần đến cái bước cuối cùng có rất nhiều người bỏ cuộc. Có thể chỉ cần một bước nữa thôi là họ đến, nhưng họ đã dừng lại. Họ đã dừng lại. Có những đội bóng, có những trận bóng đá, có một đội bóng có thể lật ngược thế cờ vào phút thứ 90. Có thể lội ngược dòng vào phút thứ 90. Cho nên là
hãy đi và hãy đi đến khi nào không thể đi được nữa, đúng không ạ? Và trong làm kinh tế, đừng để những cái cảm xúc, đừng để những cái cảm xúc, người ta gọi là gì ạ, cảm xúc tiêu cực, nó ảnh hưởng đến cái quá trình đi của mình. Và đâu đó chúng ta nhìn lại bản thân, mình thấy được một điều là rất nhiều người chúng ta đã từng bỏ cuộc, đã từng bỏ cuộc. Và cái này là cái cực kỳ nguy hiểm cho cuộc đời của mình, cho sự nghiệp của mình. Tại sao chúng ta bỏ cuộc? Tại sao chúng ta đang làm giữa chừng lại nghỉ? Có phải là chúng ta đã bị ai đó ăn cắp thời gian của mình không? Có phải ai đó đã lôi kéo mình đi làm cái gì đó hay không? Và đó là những nguyên nhân anh chị em chưa thành công lớn được. Đó rất nhiều cái nguyên nhân, và đó là những cái nguyên chính mà giúp anh em chưa thành công lớn được. Chúng ta hiểu vấn đề không ạ? Bao nhiêu anh chị em hiểu vấn đề có được comment số 5 đi ạ? Bao nhiêu anh chị em hiểu vấn đề comment số 5 cho con biết được không ạ? Hãy comment số 5 để con biết được anh chị em đã hiểu cái vấn đề mà con muốn nói. Ủa sao anh chị em không comment rồi? Tự nhiên từ like là anh chị em không ai thả tim, không ai like, không ai nghe gì cả. Sao lạ vậy? Hả? Vừa vào cái xong lại ra luôn. Hay thật. Tức là chứng tỏ là cái chủ đề này không ai quan tâm, đúng không ạ? Rất ít người quan tâm chủ đề này. Cho nên chúng ta vào lướt cái xong ra luôn. Ok, bởi vì có thể đây nó sẽ là cái ăn cắp thời gian của anh chị. Có thể anh chị đang dành cái thời gian, cái công việc ưu tiên của anh chị nhiều hơn, cho nên là không dành thời gian vào trong cái buổi livestream này. Cái đấy công rất đồng ý và thông cảm, cũng như là tôn trọng cái quyết định của anh chị. Bởi vì cuộc đời của chúng ta là do chúng ta thiết kế. Hãy thiết kế cho cuộc đời của mình bằng những cái gì ạ? Những cái kế hoạch của mình. Đừng làm theo kế hoạch người khác, đúng không ạ? Còn nếu anh chị em mà cứ xem công nói chuyện nhiều quá, cũng có thể là rơi vào kế hoạch của công đấy ạ. Ok. Nói vậy thôi, nhưng mà công rất muốn anh chị em chúng ta hãy cùng lắng đọng lại khoảng vài chục phút để chúng ta có thể nói chuyện và chia sẻ cho nhau nhiều hơn những thông tin, kiến thức, đúng không ạ? Và hơn nữa là công còn ở những cái phút cuối, ở những cái phút cuối, tức là gì ạ? Tức là công sẽ là bây giờ là 10:57 thì trong cái thời gian còn lại, công sẽ nói cho anh chị em về thị trường nhiều hơn, làm cách nào để chúng ta có thể dành thời gian đi hiểu, tìm hiểu sâu hơn về thị trường. Và cái thị trường là cái mà công cực kỳ thích, bởi vì công thích ở trong thị trường. Thị trường nó nhiều tiền, nói đến tiền thì chắc anh chị em đều mong muốn, đúng không ạ? Thì bao nhiêu anh chị em mong muốn là chúng ta có rất nhiều tiền, comment số 6 giúp công được không ạ? Số 6 là số lộc đó. Số 6 là số lộc thì bắt đầu công sẽ chia sẻ cho anh chị em về kỹ năng và bí kíp để chúng ta tạo ra dòng tiền, cách thức và công thức để tạo ra dòng tiền, dòng tiền nha, dòng tiền và tạo ra tài sản lớn, có thể chế tạo ra tài sản kích xù, được không ạ? Bao nhiêu anh chị em mong muốn chúng ta sẽ là những người tạo ra tài sản kích xù ạ? Nào comment số 6 đi ạ. Anh chị em có thể comment số 6 đi ạ. Bao nhiêu anh chị em mong muốn chúng ta tạo ra tài sản kích xù, hãy comment số 6 đi ạ. Hôm nay công sẽ cho anh chị em nhìn thấy một số cái dữ liệu. Đây, một số cái dữ liệu rất quan trọng. Nào anh chị em comment số 6 đi ạ. Nào anh chị em comment số 6 đi ạ. Anh chị em comment đi ạ. Công sẽ cho anh chị em nhìn thấy một số dữ liệu. Đây là những cái dữ liệu rất quan trọng để giúp chúng ta có được nhiều thông tin hơn về thị trường, được không ạ? Nào anh chị em comment nào. Ok, cảm ơn anh chị em rất nhiều. Rồi, công sẽ nói về một số thị trường, một số thị trường đầu tư. Và thị trường thì nó cần phải kiểm soát được cảm xúc trong thị trường, được không ạ? Bao nhiêu anh chị em mong muốn chúng ta sẽ kiểm soát được cảm xúc trong thị trường nào? Trước tiên công sẽ cho cả nhà nhìn đến một cái thị trường. Anh chị em có biết đây là biểu đồ gì không ạ? Rồi. Nào, anh chị em nào biết đây là biểu đồ gì? Comment đi ạ. Bao nhiêu anh chị em biết cái biểu đồ này ạ? Bao nhiêu anh chị em biết biểu đồ này có thể comment đi ạ? Nào. Ok. Anh chị em nào biết không nhỉ? Không ai biết hả? Chưa biết hả? Chị Thúy chưa biết này.
Ok, chúng ta sẽ nhìn một cái biểu đồ. Đó là biểu đồ Bitcoin. À ok, đây là Bitcoin. Bitcoin của ngày hôm nay anh chị em nha. Bitcoin của ngày hôm nay nó đang là 20.203 đô. Đúng rồi, Huy bảo sàn điện tử chính xác. Đây là sàn điện tử. Và chúng ta nhìn thấy là BTC. BTC nó đang giao dịch ở cái giá là 20.000. Đây ạ, 20.203 đô. À, bắt đáy hả? Không, đừng bắt đáy. Rất nhiều người trông thấy là ngày xưa ấy, rất nhiều người trên mạng hay là rất nhiều người trong thị trường đầu tư ấy bảo là lúc Bitcoin đang là 30.000, lúc Bitcoin đang là 40.000 thì lúc đó họ nói là gì ạ? Khi nào Bitcoin về 20.000 tôi sẽ đổ hết tiền vào Bitcoin. Anh chị em hay nghe câu này không? Khi nào Bitcoin về 20.000 tôi sẽ đổ hết tiền vào Bitcoin, tôi sẽ all in, tôi sẽ dốc hết tiền vào đó. Và ngày hôm nay Bitcoin về 20.000 rồi, chúng ta đổ chưa ạ? Chưa đổ đúng không ạ? Rồi, Bitcoin là một thị trường. Công sẽ cho anh chị em nhìn thấy thêm một thị trường này nữa, đó là thị trường về đây, nó là thị trường doanh nghiệp. Thị trường doanh nghiệp nó mới là thị trường lớn anh chị em nha. Doanh nghiệp nó mới là thị trường lớn. Và công muốn cho anh chị em nhìn thấy biểu đồ. Đây là giá trị nội tại của doanh nghiệp, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp. Và chúng ta nhìn thấy đây nha. Anh chị em có muốn có muốn chúng ta có những cái dữ liệu. Anh chị em nào, bao nhiêu anh chị em muốn chúng ta có những dữ liệu này ạ? Nào, anh chị em nào muốn có những dữ liệu này thì hãy comment cho Công biết được không ạ? Đây ạ, vốn hóa thị trường của Apple. Đây, vốn hóa thị trường Apple này, cả nhà nhìn này. Đây nha. Ok. Rồi, vốn hóa của Apple này, cả nhà nhìn này. Tính đến ngày mùng 8, tính đến tháng 8 năm 2022, Apple có vốn hóa thị trường là 2.629 tỷ đô la. Điều này khiến Apple trở thành công ty có giá trị lớn nhất theo vốn hóa thị trường, theo dữ liệu của chúng tôi. Giá trị vốn hóa thị trường thường được gọi là vốn hóa thị trường. Đây nha. Giá trị vốn hóa thị trường thường được gọi là vốn hóa thị trường là tổng giá trị thị trường của cổ phiếu đang lưu hành của một công ty được giao dịch công khai và thường được sử dụng để đo lường giá trị của một công ty. Đây, anh chị em để ý chỗ này nha. Rất nhiều người thì không biết vốn hóa của doanh nghiệp là gì, đúng không ạ? Rất nhiều người chưa biết cái vốn hóa thị trường của doanh nghiệp là gì. Thì đây này, chúng ta đọc này. Vốn hóa thị trường thường được gọi là vốn hóa thị trường là tổng giá trị thị trường của cổ phiếu đang lưu hành. Tức là nếu như anh chị em muốn biết, bao nhiêu anh chị em ở đây chưa biết về Apple nó đang có bao nhiêu cổ phiếu lưu hành ạ? Hãy comment đi ạ. Comment số 6 nào. Bao nhiêu anh chị em chưa biết cái số lượng cổ phiếu của Apple thì có thể comment số 6 ạ. Công biết tất cả anh chị em đây đều là những anh chị em đầu tư hết rồi. Và Công muốn anh chị em hãy comment để Công biết được không ạ? Bao nhiêu anh chị em chưa biết là Apple phát hành và đang lưu hành bao nhiêu cổ phiếu? Comment số 6 đi ạ. Rồi, Công sẽ cho cả nhà nhìn nha. Nếu như muốn biết một cổ phiếu của một số lượng cổ phiếu một công ty nào đó, chúng ta có thể gõ gì ạ? Đây, anh chị em hãy gõ lên cái Google dịch. Hoặc anh chị em biết tiếng Anh á, anh chị em biết tiếng Anh á, anh chị em gõ luôn cái tiếng Anh luôn. Còn nếu mà mình không biết tiếng Anh thì mình có thể gõ lên là số lượng cổ phiếu của Apple. Đúng không ạ? Đây, và chúng ta hãy copy lại cái này nha, copy lại cái number of Apple. Đấy. Xong đi ra Google mình dán lên, mình tìm kiếm. Thì anh sẽ chị em sẽ nhìn thấy được luôn ạ. Đây. Xem nào. Apple. Rồi. Số lượng cổ phiếu Apple. Số lượng cổ phiếu
đây, lưu hành nha. Đây, số lượng cổ phiếu lưu hành của Apple. Được ạ, anh chị em nhìn nha. À, chúng ta tìm kiếm này. Rồi, khối lượng trung bình 3 tháng. À, đây, xem nào. Cả nhà có thể làm cách này nha. Cổ phiếu Apple nổi bật nè, các biện pháp định giá thông qua tài chính nè. Đây xem nè, Apple numbers of, đây sao nó tìm không ra luôn. Anh chị em tìm nha, anh chị em tìm trên Google là dịch ra nè. Đây công sẽ tìm lại lần nữa xem nào, nó thống kê khối lượng. Đây là khối lượng, số lượng mà nó khối lượng. Đây là khối lượng giao dịch, không phải số lượng nha. Đây là khối lượng giao dịch. Rồi, đây chúng ta sẽ tìm lại này, số cổ phiếu Apple. Đây, anh chị em có thể gõ thế này, đơn giản để tìm dễ hơn. Rồi, ok nha. $162 một cổ phiếu ở trên sàn Nasdaq. Rồi, chúng ta sẽ nhìn nào. Apple này, biểu đồ này, đâu công sẽ trích dẫn cho anh chị em nhìn một số cái trang web thêm. Đây nó rất nhiều cái trang web liên quan. À, xem nào, tổng quan này. Anh chị em có nhìn thấy không? Anh chị em hãy làm theo công nha. Anh chị em có thể làm theo cách này. À, nhưng mà hôm nay tại sao nó tìm nó rất là khó tìm? Tại vì nó nhiều thông tin dữ liệu quá, cho nên rất là khó tìm số cổ phiếu Apple. Mà nó không ra luôn. Ok, rồi tiếp công sẽ tìm lại cho anh chị em nhìn thấy số cổ phiếu Facebook đi. Số cổ phiếu. Đây à. Đây, à, cho nó tìm tiếp này. Đây, của Facebook này anh chị em nha. Ok, bây giờ ra luôn này này. Đây ạ, ví dụ nha, chúng ta nhìn thấy giá cổ phiếu này, số lượng cổ phiếu của Facebook này, nó đang bao nhiêu tỷ đấy anh chị? Bao nhiêu tỷ đấy ạ? 2,67 tỷ cổ phiếu nha. Như Facebook nó đang là 2,67 tỷ cổ phiếu này. Đó, đây công sẽ tìm Apple này. Apple thì nó ra cái này thôi, nó sai dữ liệu gì đấy. Ok, à, tức là chúng ta hình dung chưa ạ? Đây là cách để chúng ta biết được là cái số lượng cổ phiếu của một doanh nghiệp. Và chúng ta nhìn đến Facebook nè, nền tảng Facebook này. Đây ạ, đây Facebook đây. Đó, và vốn hóa thị trường của Facebook nó đang là 434 tỷ đô la Mỹ. Đó, 434 tỷ đô la Mỹ thì Facebook nó chưa thể nào bằng Apple được. Apple nó hơn 2.000 cơ. Đó, hơn 2.000 cơ. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Và đây là những cái dữ liệu rất quan trọng để chúng ta có thể là nắm rõ về thị trường doanh nghiệp. Và chúng ta sẽ soi về những năm trước, những năm 2012-2013 nha. Đây ạ, thời điểm năm 2012 là Facebook chính thức lên sàn chứng khoán. Chính thức Facebook lên sàn chứng khoán. Và công sẽ cho cả nhà nhìn thêm một cái dữ liệu này. Nhìn thêm một dữ liệu này nha. Facebook. Facebook Meta Platform. Ok.
Đây. Ok, cả nhà nhìn nha. Đây là giá của Facebook này. Và Facebook thì lên sàn năm 2012. Anh chị em nhìn đúng không ạ? 2012 lên, chính thức lên sàn chứng khoán. Và thời điểm đó Facebook lên sàn giá trị cổ phiếu là 42 đô la. 42 đô la là lên đỉnh điểm. Từ 38 đô lên đến 42 đô la là lên đỉnh điểm. Thế thì chúng ta nhìn thấy này, vốn hóa khi mà lên sàn chứng khoán nó đạt đến là 63 tỷ đô. Anh chị em nha, khi lên thị trường chứng khoán là doanh nghiệp Facebook chính thức đạt là vốn hóa 63 tỷ đô. Và đến năm 2013 là nó vốn hóa tăng lên 139 tỷ đô. Đúng không ạ? 2014 tăng lên 216 tỷ. 2015 tăng lên 296 tỷ. 2016 tăng lên 331 tỷ. 2017 là 512 tỷ. Đến 2018 thì nó có cái biến cố, cho nên là 2018 nó mới tụt này. Đúng không ạ? Tụt xuống còn 374 tỷ. Đó, 2018 chúng ta sẽ nhìn vào cái dữ liệu của 2018 nha. Đây là 2018 đấy ạ. Đó, giá trị cổ phiếu đi lên đến 200 đô thì nó 2018 nó quay đầu nó còn 125 đô, thấp nhất là xuống 125 đô. Thì lúc đó vốn hóa của nó lại bắt đầu bị giảm xuống. Đúng ạ? Còn 374 tỷ, đến 2019 nó lại tăng lại. Đây, 585 tỷ. Đây là dữ liệu rất quan trọng để nhìn nha. 29 này. Đấy, 29 và 2020 đến 2021 là vốn hóa cao nhất, là 2021 là vốn hóa cao nhất này. Đây nha. Đấy, cả nhà nhìn này. Đến năm 2020 này, nó tăng lên là 778 tỷ. Và năm 2021 là tăng lên 921 tỷ đô. Đó, 921 tỷ đô. Đúng rồi anh Phương nha. Tức là cái vốn hóa thị trường ấy là nó dựa theo cái số lượng cổ phiếu. Đây nha, số lượng cổ phiếu này. Đây, đâu rồi nhỉ? Đây đây. Đây, như Facebook. Đây, như Facebook này, là nó dựa theo cái số lượng cổ phiếu đang lưu hành nha. Số lượng cổ phiếu lưu hành. Đó, tức là phát hành, cái số lượng cổ phiếu phát hành đó ạ. Nó giống như scope của mình thì không phải là mình là nhân với 400 à đâu nhỉ? 400 tỷ đâu. Tức là gì ạ? Sau này cái giá trị của mình ấy không phải nhân với 400 tỷ cổ phần mà dựa theo cái số lượng cổ phiếu mình phát hành và lưu hành ở trên thị trường chứng khoán á. Nha. Còn cái cổ phần trong công ty mình không tính đến, mà cái tính tức là gì ạ? Cái giá trị trên thị trường chứng khoán nhân với số lượng cổ phiếu đang phát hành và lưu hành ở trên sàn chứng khoán nha. Không phải là cái số lượng cổ phiếu ở trong doanh nghiệp, không phải cổ phần trong doanh nghiệp, mà là cái số lượng cổ phiếu ở trên sàn chứng khoán đang lưu hành. Đấy, đang lưu hành tự do nhân với cái giá cổ phiếu, nhân với giá giao dịch thì sẽ ra được là giá trị của doanh nghiệp. Đó, thì ra được giá trị vốn hóa doanh nghiệp. Anh chị em hình dung chưa? Đây, giá trị vốn hóa thị trường có thể được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đó, nhân cái giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đấy, chứ không phải là nhân với tổng số lượng cổ phần của một công ty nào đó được phép phát hành. Anh chị em hình dung chỗ này nha, cái chỗ này rất là quan trọng. Và nhiều anh chị em sẽ không để ý chỗ này. Đó, rất ít anh chị em để ý chỗ này, cho nên là chỗ này cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải lưu ý nha. Nhiều anh chị em bảo, ôi trời ơi, thế Sequoia có, nếu mà Sky chúng ta ấy mà có hơn 400 tỷ mà sau này mà lên mà nhân với đấy thì làm sao mà doanh nghiệp tăng được? Không phải. Khi mà chúng ta đưa ra thị trường chứng khoán á, chúng ta chỉ đưa ra nó vài tỷ thôi. Đó, nó vài tỷ theo cái giá trị doanh nghiệp. Lúc đó khi mà mình đưa lên thị trường chứng khoán á thì mình sẽ để thẩm định doanh nghiệp lại. Thẩm định doanh nghiệp lại. Anh chị em hiểu chưa? Nó thẩm định doanh nghiệp lại và lúc đó doanh nghiệp mình sẽ tương đương với giá trị bao nhiêu thì chúng ta sẽ có thể là đưa ra cái số lượng cổ phiếu phát hành trên thị trường chứng khoán lúc IPO bấy nhiêu. Anh chị em hình dung chỗ này nha, chỗ này nó rất là thú vị luôn, bởi vì rất ít người biết đến chỗ này. Cực kỳ ít người để ý chỗ này nha. Và không muốn chia sẻ cho anh chị em để làm sao anh hiểu hơn.
Cái trong cái buổi ngày hôm qua Công có chia sẻ một cái chờ Công một chút. Đây Công sẽ dịch lại. Đây nha. Hôm qua Công có chia sẻ về cái lịch IPO đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ nhìn lại về cái thương vụ của ngày hôm qua. Anh chị em nhìn nha. Chúng ta sẽ nhìn về cái thương vụ ngày hôm qua mà Công chia sẻ, và tối hôm qua bắt đầu nó xảy ra hai cái thương vụ IPO. Đây ạ. Hai thương vụ IPO. Thì chúng ta nhìn thấy này, hôm nay là 27 đúng không anh chị, và ngày hôm qua là 26 này, đêm hôm qua có hai công ty chính thức niêm yết trên sàn. Một công ty có giá trị vốn hóa là 7,7 triệu đô. Một công ty là đâu đây, giá cổ phiếu. Sorry cả nhà. Đây ạ. 7,7 triệu đô, một công ty là 35 triệu đô. Và chúng ta nhìn này, cái doanh nghiệp đầu tiên này này. Đó, lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về cái doanh nghiệp này nha. Cái doanh nghiệp đầu tiên này này. Đây. Zanji Education gì đó. Thì chúng ta nhìn cái giá trị cổ phiếu này. Đây là cái thương vụ rất thành công anh chị em nha. Cái thương vụ đầu, cái thương vụ bên trên thì không thành công lắm. Giá trị là chào sàn là 4,5 đô thì kết thúc phiên giao dịch là 2,4 đô. Đây là cái phiên cái giá của cái công ty gì đây? On Foil Holding. Đó. Chúng ta nhìn này, còn cái bên dưới này. Zanji Education gì đó là cái công ty này này. Giá khởi điểm là 5 đô. Tức là kỳ vọng là 5 đến 7 đô, đúng không ạ? 5 đến 7 đô thì cái mà người ta đạt được và thành công nhất đó là từ 5 đô đã tăng trưởng lên thành bao nhiêu ạ? 18 đô. Và chúng ta nhìn biểu đồ nha. Cái này cực kỳ là thú vị luôn này. Thông tin này rất là tuyệt vời. Đó, Công sẽ cố gắng để làm sao cho anh chị em nhìn thấy nó hữu ích đến mức nào, đúng không ạ? Đây ạ. Và đâu? Max đây. Tức là nhìn này, đây là cái giá. Thế là hôm qua nó lên sao, nó lên cao đây này. Thời điểm chào sàn luôn đây này. Hơn 100 đô luôn anh chị này. Công ty về giáo dục đúng không? Đó. Đây. Kỳ vọng là 5 đến 7 đô thôi mà bây giờ đạt 18 đô này. Đó, và đây là một trong những thương vụ thành công, được gọi là thành công này anh chị em này. Và nó tăng trưởng bao nhiêu phần trăm? Đây chúng ta nhìn nha, nó tăng trưởng bao nhiêu phần trăm nè. Tăng trưởng bao nhiêu phần trăm anh chị? 270 mấy ạ? Đây ạ, 270 anh chị? 275% anh chị ạ. Anh chị nhìn thấy nó kinh khủng quá ạ. Bao nhiêu anh chị em nhìn thấy nó kinh khủng hay là rất kinh khủng ạ? Rất kinh khủng đúng không ạ? 275% tăng trưởng, rất khủng khiếp. Và đây là công ty về giáo dục thôi anh chị nha. Một công ty về giáo dục, nếu như chúng ta mà sở hữu cổ phần của công ty này thì chuyện gì xảy ra anh chị? Nào, và chúng ta thử tưởng tượng đi ạ. Ngày hôm nay anh chị em mình đang sở hữu cổ phần của UST. Và trong tương lai nếu như doanh nghiệp của chúng ta lên thị trường chứng khoán nó cũng thế này thì sao ạ? Quá khủng khiếp đúng không ạ? Thực sự là khi mà chúng ta nhìn vào những cái thị trường như thế này, chúng ta mới hiểu được là cái câu chuyện, hiểu được là cái câu chuyện mà chúng ta giàu lên một đêm ấy là nó hoàn toàn rất bình thường trong thị trường này. Nhưng phần đa chúng ta không hay để ý đến. Đây. Tạm dừng mở cửa 2400%, tạm dừng mở cửa. Rất nhiều thông tin ở trong này anh chị em muốn xem nha, anh chị em muốn xem thông tin có để vào trong này đọc thông tin thêm nha. Công thấy nó rất là kinh khủng luôn. Công đang xem một số dữ liệu, cả nhà có thể cùng đọc với Công nha.
Ok. Rất là thú vị đúng không ạ? Công sẽ cho anh chị em nhìn thấy một số cái dữ liệu cập nhật cho anh chị em nhìn thấy. Và chúng ta cố gắng nha, anh em nào chưa biết để ra xem dữ liệu thông tin hãy vào đây ạ, investing.com nha, investing.com. Đó, chúng ta vào đó xem. Còn chúng ta muốn xem những cái dữ liệu khác, dữ liệu của các doanh nghiệp, chúng ta hãy vào trang này. Vào trang này đúng không ạ? Ok. Và chúng ta hoàn toàn có thể xem được tất cả các doanh nghiệp nha. Xem tất cả các doanh nghiệp, từ doanh thu, từ nhân viên, từ tỷ lệ biến đổi, đây ạ, thị trường tăng trưởng, xếp hạng các doanh nghiệp, tất tần tật ở trong này nó có hết tất cả các doanh nghiệp đúng không ạ? Anh chị có thể tìm bất kỳ một doanh nghiệp nào. Đó, nó rất nhiều. Đây là top 100 doanh nghiệp. Đó, thì chúng ta hãy vào trong này để chúng ta có thể theo dõi những cái dữ liệu của các doanh nghiệp, được không chị? Nha. Đó, bởi vì rất nhiều anh chị em là chưa bao giờ chúng ta để ý đến cái này. Thì đến thời điểm này, đến thời điểm mà còn khoảng 2 đến 3 năm nữa thôi là UST nó lên sàn rồi. Và chính vì vậy thì Công rất muốn là anh chị em chúng ta cần phải tiếp thu và tiếp cận đến, học hỏi và chúng ta nâng cấp bản thân thật nhanh, để chúng ta có thể cập nhật những dữ liệu của các doanh nghiệp, để chúng ta hiểu thật sâu hơn về doanh nghiệp. Làm cách nào đó mà khi lên sàn chứng khoán chúng ta không bán đi, mà chúng ta chỉ để làm sao ạ? Để dành nhận cổ tức cũng được, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta hôm qua Công cho anh chị xem đó, về cái doanh nghiệp là Lockheed Martin. Đây, chẳng hạn như cái câu chuyện này thôi. Nói về tài chính thì nó có rất nhiều cái mà chúng ta cần để nói đến. Ví dụ Lockheed Martin, cái câu chuyện là nếu như bản thân chúng ta mà sở hữu cổ phần doanh nghiệp này hàng 1 triệu cổ phần thôi, chuyện gì xảy ra? 1 triệu cổ phần mà chúng ta nhận cái cổ tức về á, anh chị em thử nhìn đi ạ. Một quỹ người ta chia là 2,8 đô la cơ mà. Mỗi lần chia, một năm người ta nhận 4 lần thì nó vào bao nhiêu đô anh chị? Và hơn 10 đô đúng không ạ? Đó, thế thì nếu chúng ta có 1 triệu cổ phần thì chuyện gì xảy ra? Và đây là những cái dữ liệu mà chúng ta cần phải biết đến. Rất nhiều anh chị em chúng ta, có nhiều người ấy, là cứ nói là đầu tư rủi ro lắm. Nhưng mà thực ra thị trường đầu tư nó không có rủi ro. Rủi ro nó đến từ việc là chúng ta thiếu thông tin và thiếu hiểu biết, chứ không phải rủi ro nó đến từ thị trường đầu tư, đúng không ạ? Còn nhiều người thì họ có quan điểm là đầu tư là rủi ro và cứ nói về thị trường đầu tư hay cái gì đấy là sợ rủi ro cao. Hôm qua có một đứa em của một cái người bạn của dưới, ở bên dưới của Công đó, hỏi về thị trường đầu tư. Xong nói về đầu tư thì bạn ấy bảo: em có tìm hiểu trên YouTube rồi, em thấy ở đây thị trường rủi ro lắm nên em xin phép anh chị em không tìm hiểu. Và thoát luôn khỏi cái nhóm. Ok ạ, thoát luôn khỏi nhóm và cho mình cơ hội không tìm hiểu luôn. Anh chị em nhìn thấy không, buồn cười không ạ? Được. Đầu tư nó đâu có rủi ro đúng không chị? Rất nhiều người ta đầu tư vẫn thành công bình thường. Tại sao chúng ta đầu tư lại không thành công? Rất nhiều người ta đầu tư và người ta thắng rất lớn. Chẳng hạn như là Warren Buffett. Đây ạ, Warren Buffett của tập đoàn Berkshire Hathaway. Chúng ta đều biết là ông già này, ông rất là... Đây, Warren Buffett. Chúng ta có thể gõ lên Google là thấy được ông này ngay. Đấy ạ. Ông này là ông sinh năm bao nhiêu ạ? Cả nhà nhìn thấy không ạ? Sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 tại Omaha, tiểu bang Nebraska, Hoa Kỳ, là một nhà đầu tư vĩ đại, doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy lịch sử của ông này. Và ông này nha. Đây ạ. Warren Buffett lãi 4 tỷ USD trong chưa đầy nửa năm nhờ đầu tư vào cổ phiếu của gì đấy? Đó. Tức là anh chị em chúng ta hình dung ra cái câu chuyện là thị trường đầu tư nó không có rủi ro, mà rủi ro nó đến từ việc thiếu kiến thức, thiếu thông tin, thiếu hiểu biết, chứ không phải nó đến từ việc là
chúng ta không chúng ta sợ ở trong thị trường hay lĩnh vực nào đó, đúng không ạ? Chính vì vậy thì anh chị em hãy lưu ý cho Công một điều là những thông tin nó rất là quan trọng. Những thông tin là cực kỳ quan trọng, và ai là người nắm bắt được thông tin tốt trong thị trường là người sẽ thắng trong thị trường đầu tư. Dù chúng ta đầu tư ít hay nhiều, đúng không ạ? Dù đầu tư ít hay nhiều, hay là chúng ta nhìn vào Elon Musk, đúng không ạ? Đấy, rất nhiều tỷ phú ở trong này thì người ta sẽ lọc ra top các tỷ phú luôn. Anh chị em nhìn này, một mọi người cũng tìm kiếm đó. Bill Gates này, Jack Zuckerberg này, Jeff Bezos này, đúng không ạ? Đó, rất nhiều tỷ phú trong này. Và chúng ta có thể nhìn thấy là những cái tỷ phú hàng đầu thế giới như là ông chủ Amazon, đúng không ạ? Ông chủ Amazon, nếu như là ông ấy sợ rủi ro thì chắc chắn ngày xưa khi mà cả thế giới chưa biết đến thương mại điện tử là gì, ông đã nghĩ ra, tạo ra một cái chợ thương mại điện tử để giúp cho cái thay đổi cái hành vi mua sắm của con người đó. Để chính ông này ông tạo ra cái doanh nghiệp Amazon đó vào những thời năm 1990. Đó, năm 1990, 97, 98. Thì bắt đầu là, chúng ta nhìn thấy ông này 1964 thôi. Đấy, 12 tháng 1 năm 1964. Đúng không ạ? Đó. Thì mình hiểu được vấn đề là gì ạ? Là tất cả những cái tỷ phú, tất cả những doanh nhân, đúng không ạ? Họ đều có thể chấp nhận những cái rủi ro nhất định và họ kiểm soát nó, chứ không phải là sợ rủi ro là chúng ta không dám bước vào thị trường, được không ạ? Và rất nhiều người thì sợ rủi ro và không dám bước vào thị trường, và đó là một cái người ta gọi là cái cảm xúc, chúng ta ảnh hưởng bởi cảm xúc, và chính vì vậy chúng ta không dám bước vào thị trường. Đấy, như ở đây là ông chủ của Facebook, và anh em mình đang dùng, có đúng là anh em đang dùng Facebook mà. Và ông này sinh năm 14 tháng 5 năm 1984. Đây ạ. Đó, rất nhiều tỷ phú trẻ. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều cái gương mặt nữa. Công có thể cho anh chị em xem thêm một số gương mặt, ví dụ là ông Bill Gates chẳng hạn. Đó. Đây, Bill Gates. Bill Gates sinh năm 1955. Đó. Rất nhiều người ta thành công, người ta đâu có sợ rủi ro, đúng không anh chị? Và nếu như rủi ro thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ không thành công được. Và đây là top những người, những tỷ phú bậc nhất thế giới được tạp chí Forbes bình chọn. Đó ạ. Ok. Nó rất nhiều. Đây ạ. Chúng ta mong muốn sau này chúng ta sẽ xuất hiện ở trên cái bảng này thì chúng ta cần phải chấp nhận một cái mạo hiểm, đánh đổi một cái mạo hiểm nào đó. Đó, đánh đổi một mạo hiểm nào đó. Chứ không thể nào không đánh đổi được anh chị nha. Chúng ta không thể nào không đánh đổi được. Ví dụ Elon Musk sinh năm 1971, người ta rất là trẻ thôi, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao mà bây giờ Elon Musk là người giàu nhất hành tinh được? Đấy, tại sao người ta có thể trở thành người giàu nhất thế giới? Đó, thì đây là những câu chuyện mà chúng ta cần phải lưu ý, để ý đến thông tin, được không ạ? Rất nhiều tỷ phú, rất nhiều tỷ phú họ giàu lên từ những cái thương vụ mà Công hay gọi là người giàu. Họ có một điểm chung, đó là tất cả họ đều nằm trong một cái ô nha. Họ đều nằm trong một ô, đó là ô đầu tư. Ở đây Công có thể gõ lên cho anh chị em thấy được là đây ạ. Chúng ta hay nghe đến kim tứ đồ, đúng không chị? Đây, chúng ta hay nghe đến kim tứ đồ và chúng ta không hay để ý là chúng ta đang nằm ở vị trí nào luôn, đúng không ạ? Không hay để ý là chúng ta đang nằm ở vị trí nào luôn. Và đây chúng ta nhìn này, đây ạ, cái bức tranh này là cái bức tranh nói lên tổng thể này. Đây là các những cái người gì đấy ạ? Những người công nhân, đúng không ạ? Ok, hello chị Thu. Xin chào tỷ phú Thu. Chào tỷ phú Kim Thư. Đây, đây là những cái người làm tự do. Đấy, rất thoải mái, đúng không ạ? Rất thoải mái. Còn đây là gì? Những ông chủ doanh nghiệp. Còn đây là những nhà đầu tư, trong đó có Warren Buffett. Thế tại sao chúng ta không lựa chọn là chúng ta trở thành những nhà đầu tư? Lý do vì sao chúng ta không dám lựa chọn, đúng không ạ? Là chúng ta muốn đặt những cái mục tiêu, muốn đạt được cái mục tiêu sống cho mình, muốn đạt được những cái thành tựu lớn cho mình. Nhưng chúng ta lại lựa chọn là cái cách để mình kiếm tiền đó là gì ạ? Là công cụ, là làm thuê. Thì rất khó để mình đạt được điều đó, được không anh chị? Nha. Và cái cách này này, công sức, thời gian. Đấy, làm tự do này là chúng ta phải đánh đổi cả công sức, cả thời gian của mình để kiếm tiền. Còn đây này, cái công thức này là investor, này là đầu tư, là thông tin, vốn. Đó, thông tin và vốn. Chỉ cần chúng ta có vốn và có được cái gì ạ? Có thông tin tốt là chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư được thắng lợi. Còn đây là ý tưởng, hệ thống, con người, vốn. Tức là muốn mở một doanh nghiệp thì chúng ta cần phải có ý tưởng trước này.
cần có một cái hệ thống con người này, cần có con người, cần có vốn này, thì chúng ta mới mở một cái doanh nghiệp lớn được. Đó, còn như anh này, anh làm công nhân này thì anh chỉ cần có công sức, thời gian là anh có thể kiếm tiền, nhưng khó giàu. Đấy, công sức, thời gian, tức là hai cái này giống nhau. Và chính vì vậy thì tại sao mà tất cả những người giàu họ đều nằm ở đây? Tất cả những người giàu họ đều nằm ở đây. Thế không có một cái lý do gì mà chúng ta lại lựa chọn là nằm ở ô này mãi. Đúng không chị? Và đây là những cái bí mật trong tài chính, bí mật trong cách chúng ta tạo ra dòng tiền. Ok ạ. Anh chị em còn có cái vấn đề gì chúng ta thắc mắc không ạ? Nào, bao nhiêu anh chị em còn có vấn đề gì chúng ta muốn trao đổi không ạ? Em chào lãnh đạo công, bây giờ mới chào lãnh đạo công, anh like sắp xong đến nơi rồi. Chào ra văn phòng. Anh ra đến, anh like xong đến nơi rồi. Nào, bao nhiêu anh chị em mong muốn chúng ta sẽ nhận được những cái khoản cổ tức như thế này trong 3 đến 5 năm tới và 3 đến 50 năm tới nữa? Nào, bao nhiêu anh chị em mong muốn chúng ta sẽ nhận được những cái khoản cổ tức như thế này? Đây, tí em lên hả? Ok. Anh chị em nhìn đi ạ. Bao nhiêu anh chị em mong muốn chúng ta sẽ nhận được những cái khoản cổ tức như thế này? À, bao nhiêu anh chị em mong muốn chúng ta nhận được những khoản cổ tức này? Comment số 8 đi ạ. Nào, hãy comment số 8 đi nào. Hãy comment số 8 nào. Nếu như chúng ta muốn có những cái này, à, muốn có cổ tức, muốn nhận cổ tức đúng không ạ? Thì anh phải có cổ phần. Được không? Muốn nhận cổ tức thì anh phải có cổ phần. Và không có cổ phần thì đừng có mong có cổ tức. Đúng không chị? Nào, số 8 nào, số 8 nào. Bao nhiêu anh chị em mong muốn chúng ta sẽ sở hữu rất nhiều cổ phần? Rất nhiều cổ phần. Nha. Sở hữu rất nhiều cổ phần. Và cái cổ phần này ở đâu ra? Thì đây. Nó nằm trong gì ạ? Nó nằm trong doanh nghiệp của chúng ta. Nó nằm trong doanh nghiệp của chúng ta là doanh nghiệp nào anh chị? Đó là UST. Đây ạ, đó là UST. Đó là công nghệ này. Hãy sở hữu cái cổ phần của công nghệ này đi ạ. Đây là lời khuyên, không phải lời khuyên là tất cả chúng ta bỏ hết tiền vào đây. Nhưng đây là một doanh nghiệp rất tốt để anh chị có thể sở hữu cổ phần rất là nhiều ở đây. Thay vì chúng ta đi tìm kiếm một doanh nghiệp đó để chúng ta đầu tư, hãy gì ạ? Hãy nhận lấy những cái thông tin của anh em bạn bè của mình chia sẻ cho một công ty kỹ thuật quốc tế, một công ty có hơn 600 kỹ sư. Nha, một công ty có hơn 600 kỹ sư. Có bao nhiêu? Hai trung tâm chứng nhận công nghệ, có 15.000 mét vuông đất của khu vực văn phòng. Hơn 50 văn phòng thiết kế. À, hơn 200 cái văn bằng giải thưởng và hơn 400 mét các cơ sở sản xuất. Đây là một công ty kỹ thuật quốc tế, một công ty có thể giúp anh chị em đạt được mục tiêu tài chính của mình. Thay vì chúng ta tự gì ạ? Tự mở công ty, thay vì chúng ta phải bỏ ra đây ạ, thay vì chúng ta phải bỏ ra những cái ý tưởng, phải suy nghĩ về những cái ý tưởng, thay vì chúng ta tạo ra những cái hệ thống con người, thay vì chúng ta bỏ ra cái khoản vốn rất rất lớn để mở doanh nghiệp, thì chúng ta hãy góp vốn, hãy đồng sở hữu công nghệ với doanh nghiệp này. Chúng ta không thể nào tạo ra doanh nghiệp tỷ đô, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đồng sở hữu một doanh nghiệp hàng nghìn tỷ đô. Đúng không chị? Và chỉ cần anh chị bỏ cái số vốn rất nhỏ của mình thôi, số vốn rất nhỏ thôi bỏ ra để chúng ta đồng sở hữu doanh nghiệp này, đồng sở hữu công nghệ này. Công nghệ này nó có những lợi thế rất lớn mà con người cần phải hướng đến để sử dụng. Đó là gì ạ? Đó là nó giải quyết bài toán về tắc nghẽn giao thông. Ô tô dưới mặt đất vẫn chạy, nhưng chúng ta sẽ chạy bên trên. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ chạy bên trên. Và khi mình chạy bên trên thì chuyện gì xảy ra? Nào anh chị em, khi mình chạy bên trên chuyện gì xảy ra? Tức là chúng ta sẽ không lo vấn đề là tắc nghẽn giao thông. Được không ạ? Không lo vấn đề tắc nghẽn giao thông, không lo vấn đề tai nạn giao thông, không lo về ô nhiễm môi trường. Đấy ạ. Không lo tắc nghẽn giao thông, an toàn tuyệt đối cho người đi trên các phương tiện này. Và hơn nữa, chúng ta thử tưởng tượng nếu như có những cái biến cố về thời tiết, về bão, về lũ lụt, thì bên dưới là hoàn toàn không thể chạy được. Máy bay cũng không thể nào bay trên bầu trời được. Còn chúng ta ở hệ thống này thì hoàn toàn vẫn chạy bình thường. Đây là lợi thế rất lớn đấy chị em nha. Nào,
Anh chị em hiểu chỗ này chưa? Tại sao chúng ta lại nên đầu tư vào công nghệ này? Bởi vì công nghệ này là một trong những công nghệ có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu sử dụng nha. Có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu sử dụng, được không ạ? Từ vấn đề là trong các khu du lịch cho đến sử dụng vào những cái mục đích như là vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách đô thị ngoài đô thị hoặc vận chuyển đường dài. Và tất cả những cái này đều có thể là áp dụng ở bất kỳ cái địa hình khó khăn xây dựng nào. Bởi vì chúng ta chỉ sử dụng gì ạ? À, cho nó đọc này. Đây. Đây nha. Giã đỡ neo nhận tải trọng ngang từ lực căng và được lắp đặt theo từng bước lên đến 5.000m. Anh chị em nhìn thấy chưa ạ? Em chào tỷ phú anh nhà. Ok, chào em Quang anh. Anh Quang. Rồi, chúng ta nhìn tiếp này. Đây là cột trụ này, giã đỡ trung gian là kết cấu nhẹ, nhận tải trọng, thẳng đứng và đảm bảo độ ổn định. Tức là những cái này là những cái cột trụ. Đó, những cái này có thể cách nhau 5.000m, 5 cây số. Còn cái này nó là khoảng cách tùy theo từng cái khu vực địa hình cũng như là tùy theo từng cái mục đích sử dụng hàng nặng, hàng nhẹ khác nhau. Thì cái khoảng cách giữa cái cột trụ này nó sẽ khác nhau. Và được kéo căng bởi cái gì ạ? Bởi những cái thép, dây thép kéo căng. Và bên trong cái thép, bên trong nó là thép, bên ngoài nó là gì ạ? Nó là thép chống bào mòn. Và cái này nó là gọi là tại sao mà ông Uliski ông gọi là đường ray dây. Đó, đường ray dây. Đó, thì khi mà các phương tiện di chuyển trên cái đường ray này thì nó sẽ không gây ra cái quá trình là võng hay là biến dạng cũng như bào mòn. Và cái độ bền của đường ray của chúng ta nha, độ bền của đường ray ấy, thông thường thì mình nhìn thấy là cái đường mặt đất ấy, có những cái đường mà chúng ta chi phí xây dựng rất nhiều đúng không ạ? Nhưng mà sau một trận mưa có thể nó đã bung hết rồi, nó hỏng hết cái đường mặt đất rồi. Nhưng cái đường ray của chúng ta này này, mưa bão thời tiết không bao giờ ảnh hưởng đến cái đường ray, chất lượng và độ bền của đường ray. Và cái tuổi thọ của đường ray của chúng ta, ông chủ tịch ông có nói là nó bền đến hàng trăm năm. Và chúng ta sẽ không phải mất quá nhiều cái vấn đề là chi phí cho quá trình bảo dưỡng, bảo trì con đường mình. Và bên dưới thì chúng ta nhìn thấy là thường xuyên phải bảo gì? Chỉ bảo dưỡng đúng không ạ? Sửa chữa thường xuyên hàng năm. Còn bên trên lắp ghép xong là ok. Đó, vài chục năm sau chúng ta mới cần phải gì ạ? Mới cần phải bảo vệ, bảo dưỡng nó. Và thi thoảng chỉ kiểm tra qua thôi. Đây là cái độ bền cực kỳ lớn mà giúp cho công nghệ của mình có sự khác biệt. Và chính vì vậy tại sao chúng ta không đầu tư vào một công nghệ mà giúp cho cả thế giới này giải quyết các vấn đề cho xã hội, đúng không ạ? Đó, anh chị em có thể tìm hiểu trong cái trang ust.inc. Đây là trang công nghệ. Và chúng ta hãy tìm hiểu thật kỹ trong trang này nếu như anh chị em mong muốn tìm hiểu thông tin, đúng không ạ? Lợi thế cạnh tranh ở đây rất nhiều. Đây, các lợi thế cạnh tranh này. Đó, và đây là những cái lý do mà khiến chúng ta cần phải lựa chọn là đầu tư vào doanh nghiệp này. Và nếu chúng ta thực sự mong muốn chúng ta có những cái nguồn cổ tức như thế này, mỗi một quý chúng ta có thể nhận là 2,8 đô thì chắc chắn một điều, anh chị em cần phải sở hữu thật nhiều cổ phần, sở hữu thật nhiều cổ phần của những cái doanh nghiệp như thế này, đúng không ạ? Những doanh nghiệp tiềm năng như này. Và nó phải tiềm năng. Còn chúng ta nói là tôi cũng sở hữu cổ phần của công ty này công ty kia đấy, mà nó không tiềm năng thì chắc chắn một điều, anh chị em sẽ không bao giờ nhận được những cái như này đâu được ạ. Ok anh chị em nha. Rồi, còn thông tin thì nó rất là nhiều. Thì rất mong anh chị em mong muốn, nếu chúng ta thực sự mong muốn tìm hiểu thông tin thật kỹ nha, muốn tìm hiểu thông tin thật kỹ thì có thể liên hệ với Công để Công có thể hỗ trợ thông tin tốt nhất cho anh chị em, được không ạ? Em chào anh Quá. Em chào chị Hiền. Cảm ơn chị Hiền, cảm ơn anh Quá, cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều đã cùng với Công giao lưu, tương tác và cùng cập nhật những thông tin tuyệt vời nhất vào một tháng tuyệt vời nhất. Ok, đang muốn dừng lại cái buổi live stream nhưng mà anh chị em vẫn đang xem, vẫn đang ngóng rất nhiều đúng không ạ? Anh chị em nào còn ngóng thông tin nhiều nào? Vẫn còn 52 anh chị em đang xem. Ok, về ưu điểm thì rất nhiều. Và bây giờ Công sẽ cho anh chị em thêm xem thêm một số thông tin nha.
Đây ạ. Công sẽ cho anh chị em xem thêm một số dữ liệu thông tin. Nha, một số dữ liệu rất quan trọng mà Công nghĩ là cả nhà nên xem một chút. Được không ạ? Đây, Công sẽ cho cả nhà nhìn một số dữ liệu ở trong trang của Công luôn nha. Trước tiên, cho cả nhà xem một video này. Sẽ có hàng chục startup công nghệ theo chân Lyft lên sàn trong thời gian tới. Đây, một video rất hay. Pinterest và Airbnb. Nói về các thương vụ, nói về thương vụ IPO Lyft, một cái ứng dụng gọi xe của Mỹ. Hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Jack Grabo, quản lý vốn đầu tư mạo hiểm tại Ernst & Young, thì ví là đợt IPO 2019 VTV1 nói nha. Sô đi tìm vàng. Ông này nhấn mạnh là các doanh nhân và các nhà đầu tư thông thái đang muốn chắc chắn rằng doanh nghiệp của họ có đủ tiềm lực để đạt tới những mục tiêu vàng. Bởi nếu họ không kịp tiếp cận nguồn vốn ngoài thị trường thì sẽ không kịp để phát triển, cạnh tranh trong tương lai. Cùng chung lý giải về cuộc chạy đua này, nhật báo Forbes thì bổ sung là các công ty còn lo là sang năm kinh tế có thể sẽ yếu hơn. Chậm chậm. Em cảm ơn chị Hiền. Uống nước đục. Em cảm ơn chị kinh Thu. Kinh tế kém đi, một loạt các mã cổ phiếu lại mới lên sàn. Anh chị em muốn nghe video này vào trang của Công nha. Vì thế càng lên sớm được ngày nào, tránh được rủi ro mất giá ngày đó. Anh chị em muốn xem video này thì vào trang của Công nha. Vốn nhanh là vậy, nhưng trên thực tế thì nhiều startup công nghệ lại liên tục báo lỗ sâu trong những năm gần đây. Làm ăn thua lỗ khiến họ đứng trước nguy cơ là khi lên sàn, cổ phiếu có thể sẽ bị ế ẩm. Nhưng thực tế lại không hẳn vậy. Nhiều nhà đầu tư có khi lại quan tâm tới các công ty như vậy hơn. Chuyên trang công nghệ TechCrunch thì lý giải là nếu như đầu tư sớm thì nên đặt cược vào tầm nhìn của người sáng lập. Và nếu như công ty đang thua lỗ thì đặt cược vào giá trị thị trường tiềm năng. Giống như quỹ đầu tiên đứng ra chi tiền cho Lyft khi nó vẫn là một ý tưởng đi chung xe kỳ quặc. Giờ thì họ có thể tự hào khi Lyft hướng tới đạt 100 triệu đô la từ cổ phiếu. Hay các cổ đông của Amazon giờ thì đang nhận phần thưởng cho sự mạo hiểm của họ khi đã chấp nhận đầu tư vào công ty thua lỗ triền miên thời những năm 1990. Tất nhiên là lợi nhuận thì bao giờ cũng đi kèm với rủi ro cao. Thế nhưng nếu nhà đầu tư chấp nhận được mạo hiểm thì IPO được cho vẫn là thời điểm muộn để đầu tư. Đấy, cả nhà nhìn nghe không ạ? Tức là IPO vẫn là thời điểm muộn để đầu tư. Tức là đừng đợi đến IPO chúng ta mới đầu tư. Đúng không ạ? Nó giống như công ty này chúng ta vừa xem, đúng không anh chị? Đừng chờ đến khi mà người ta lên thế này rồi mình mới đi đầu tư. Không phải đâu. Mà hãy đầu tư trước khi mà người ta IPO. Hãy đầu tư trước thời điểm mà đang trong trứng nước á, lúc mà người ta chưa lên sàn á. Đó. Tờ The Street cho rằng là đừng đợi tới IPO mới đầu tư vào các startup. Theo quan điểm của tờ báo thì có hai cách mà các công ty đang đầu tư sớm hiện nay. Đó là phải có trong tay cổ phiếu của các công ty đó sớm nhất có thể. Đã. Đừng đợi tới khi cả thiên hạ đã sở hữu rồi. Hoặc cách tốt hơn. Đã. Tức là gì ạ? Hãy đầu tư sở hữu của công ty đó sớm nhất có thể. Đừng chờ đến cả thiên hạ sở hữu rồi mình mới đi sở hữu, đúng không ạ? Đừng chờ đến cả cái bà bán trà đá cũng đã đầu tư lâu rồi. Đi ra đường thấy anh xe ôm cũng nói là ôi, Scoey đã sở hữu hết rồi thì mình mới đi sở hữu. No, sở hữu như thế là chết dở đấy anh chị em nha. Là hãy đầu tư cho startup ngay từ khi họ còn trong trứng nước. Đúng không ạ? Đây ạ. Tất nhiên là phải đầu tư ngay từ trong trứng nước. Lộ trình mà công ty đó muốn đi. Đúng rồi. Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam. Đây, một video rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bây giờ Công sẽ cho cả nhà nghe thêm một video này. Một cái video này rất hay ạ. Đây, anh chị em nào muốn nghe video này rất là hay luôn nha. Cách đây bao nhiêu năm thì khi tôi đi qua Trung Quốc thì tôi toàn là thích những cái công ty về công nghệ thông tin, về IT, về media. Thì đối với người Trung Quốc lúc đó thì cái đó là một cái gọi là không có sờ mó được, thì nó không có giá trị. Đây. Đối với họ giá trị là những khu đất rộng mênh mông, cái tòa. Rất nhiều người cứ nghĩ là bất động sản mới là đầu tư đúng không ạ? Rất nhiều người thì họ không để ý đến cái công nghệ. Nhưng mà họ không hiểu được là những cái tài sản mềm mới là những cái tài sản có giá trị mềm. Đây ạ, tài sản mềm anh chị nha. Một cái ví xách tay anh có thể làm ra được và có thể kiếm được một số tiền nào đó. Nhưng mà cái anh Louis Vuitton hay là cái anh Gucci, Versace là những cái anh có thể kiếm gấp ngàn lần anh do cái thương hiệu của họ thôi. Họ có thể thuê anh là như iPhone chẳng hạn. Một cái iPhone đó hãng Apple đem về một cái lợi nhuận khoảng chừng 140 đô la mỗi cái iPhone họ bán ra trên thế giới.
Còn cái anh mà gia công mà làm cái iPhone đó là anh Foxconn á, thì nhà xưởng rất là đồ sộ. Tất cả những cái tài sản như tôi nói là tài sản cứng thì họ chỉ kiếm được khoảng chừng 6 cho tới 7 đồng một cái iPhone. Thì cái anh Aco là cái anh có tài sản mềm nhưng không có tài sản cứng, thì anh lại kiếm nhiều hơn. Thì tôi cũng nói rất nhiều với các bạn trẻ ngày hôm nay là trong một con người từ cổ xuống dưới là những cơ bắp những này kia thì anh kiếm giỏi nhất ở bên Mỹ là 20-25 đô la một giờ. Còn từ cổ trở lên là cái phần trí tuệ thì gần như là vô giới hạn. Đã. Thì đó mới là cái giá trị thực sự mà tôi muốn các bạn trẻ ngày nay hướng tới, là vì cái kinh tế nó đổi thay rồi. Đây là một nền kinh tế dựa trên tri thức chứ không phải dựa trên những cái tài sản cứng. Đó, anh chị em chúng ta có thể nhìn thấy và chúng ta đã từng nghe đâu đó người ta nói đến cái tài sản mềm, tài sản cứng, có đúng không anh chị? Và hy vọng là chúng ta nha, hy vọng là chúng ta cần phải nhận thức sớm nhất về điều này, được không ạ? Đừng kiếm tiền từ cổ trở xuống, bởi vì nó kiếm được rất ít tiền. Nhưng chúng ta kiếm tiền từ cái cổ trở lên đó, thì chúng ta sẽ kiếm tiền một cách vô hạn. Tức là gì ạ? Là không có giới hạn về tiền luôn, được không ạ? Và chúng ta nhìn thấy là đây là những cái thực tế, và nó rất là thực tế. Thì bây giờ công sẽ cho anh chị em nghe thêm một video nào. Đây ạ, nghe thêm một video nha. Video này cũng rất là hay luôn. Đúng không ạ? Vấn đề là học để làm quan, học để làm cán bộ. Điều đó rất tốt. Làm quan, làm cán bộ và giỏi cũng là đưa đất nước, tôn vinh đất nước nhanh hơn. Như cha ông chúng ta đang làm. Nhưng mà học làm quan, học làm thầy thì số lượng rất ít. Đây ạ, học làm quan, học làm thầy số lượng rất ít. Phải là học để làm giàu. Mà làm giàu thì cũng là làm quan. Đây ạ. Làm giàu thì cũng có giới hạn. Học để làm giàu nha anh chị em nha. Thế kỷ 21 rồi. Làm an giàu cả thì đất nước này mới gọi đúng là ạ. Là giàu bền vững. Nếu như thế kỷ 20 học vâng lời thì tôi nghĩ là thế kỷ 21 phải học phản biện. Phản biện, tranh luận đó mới ra chân lý. Nó mới ra cái cốt lõi mà chúng ta cần. Và cái thứ năm là nếu như thế kỷ 20, thế kỷ 20 là học để giải thích thế giới. Thì tôi nghĩ thế kỷ 21 là học để thay đổi thế giới. Và cái điều cuối cùng nữa là tôi nói điều thứ năm là nếu như thế kỷ 20 học đơn ngành thì thế kỷ 21 phải học đa ngành. Công chí mở iPad ra rồi rồi mạng xã hội chúng ta khai trương hôm nay là đa ngành. Thì đó là cái ý nghĩa học khác nhau mà chúng ta đang tiếp cận. Và như thế thì dân tộc mình mới giàu nhanh được. Thế còn lúc tóm lại là dân tộc chúng ta là nghèo hơi lâu mà do cách tiếp cận. Anh chị em nghe thấy không ạ? Tức là ông có nói một điều là dân tộc chúng ta nghèo hơi lâu rồi. Nghèo hơi lâu và tất cả nó là do cái cách chúng ta tiếp cận. Do cách chúng ta học. Do cách chúng ta tiếp cận đến cái môi trường mới, đến cái xã hội mới, đến cái sự thay đổi mới. Và cái cách tiếp cận chúng ta, nếu như chúng ta sẵn sàng đón nhận những điều mới đến với chúng ta, thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ thay đổi được. Thay đổi được cái bối cảnh đó, thay đổi cái cục diện của mình. Và chính vì vậy thì công rất muốn là những cái thông điệp này tất cả anh chị em đang xem trong cái buổi live stream ngày hôm nay chúng ta đều hiểu và đều có thể lĩnh ngộ được, cũng như là chúng ta sẽ có những cái cách thức làm mới đi, làm giàu bằng cách gì ạ? Bằng cách từ sử dụng từ cổ trở lên, hãy sử dụng trí tuệ của mình làm giàu. Đừng làm giàu bằng cái cơ bắp của mình là sử dụng tứ chi, sử dụng chân tay để chúng ta cố gắng làm một cái công việc gì nào đó để trở nên giàu có. Bởi vì như thế rất khó giàu. Và trong cái xu thế bây giờ thì nó có những cái đòn bẩy rất lớn mà cũng nói rồi, đó là đòn bẩy IPO. Đòn bẩy IPO nó là đòn bẩy để chúng ta trở nên giàu có. Vì nếu anh chị em nào hiểu được sâu sắc cái điều này thì chắc chắn một điều, anh chị em sẽ không bao giờ bỏ qua những cái cơ hội mà sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp nào đó trước khi IPO, trước khi lên sàn chứng khoán. Và IPO nó là cơ hội để giúp anh chị trở nên giàu có thực sự. Nó không phải từ lợi nhuận. Lợi nhuận
thì anh chị em ít vốn, anh chị em chỉ đầu tư được một chút thôi thì rất khó để anh chị giàu. Nhưng IPO nó là cái đòn bẩy tăng tài sản của anh chị, tăng giá trị thị trường, tăng giá trị doanh nghiệp, tăng giá trị cổ phiếu của anh chị nắm giữ. Thì đó là con đòn bẩy làm giàu, chứ không phải đòn bẩy về lợi nhuận ròng. Lợi nhuận ròng nó là lợi nhuận khi mà anh chị nắm giữ nhiều cổ phiếu anh chị mới thắng lớn được. Còn nếu anh chị nắm giữ vài chục nghìn cổ phiếu, ví dụ là vài chục nghìn cổ phiếu, hơn đến 100.000 cổ phiếu mà anh chị muốn giàu từ lợi nhuận thì rất khó. Và đó là những cái thông điệp mà Công muốn truyền tải lại cho anh chị em, để làm sao anh chị em có thể thấu hiểu điều này. Còn bây giờ thì đã đến giờ chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Vẫn rất nhiều anh chị em đang ngóng trong cái buổi ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều đã có thời gian dành thời gian để chúng ta có thể ngồi chia sẻ cho nhau vào một tháng mới. Sau tháng cô hồn đó là tháng gì ạ? Tháng yêu thương, tháng thành công, đúng không ạ? Tháng có niềm tin. Và chúc tất cả anh chị em một tháng bước vào mùa thu, một tháng thực sự tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng và thật nhiều ngân lượng, đúng không ạ? Rồi, chúc tất cả anh chị em buổi trưa thật vui vẻ và chuẩn bị bữa cơm trưa thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào những cái buổi sau. Chúng ta sẽ thường xuyên trao đổi với nhau trên livestream, đúng không ạ? Để Công có thể là truyền tải cho rất nhiều anh chị em, kể cả những anh chị em mà chưa từng biết đến thị trường đầu tư cũng có thể tiếp cận đến thông tin này. Và thông tin này không phải là một thông tin lời khuyên đầu tư nào đó, nhưng đó là những cái kiến thức thực tế để giúp anh chị em có thể có kiến thức để nhận định thị trường đầu tư. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.